giới thiệu dự án nâng cao năng lực sử dụng máy tính và truy cập Internet công cộng tại Việt Nam, truyền thông trên hệ thống loa xã phường. Đây là buổi phát thanh xã Phú Cần, huyện Krông Pa. Bà con và các bạn thân mến, đến năm 2016, người dân tại 40 tỉnh trên khắp cả nước sẽ có cơ hội được sử dụng Internet miễn phí ở các thư viện, tỉnh, huyện, xã và được giảm 50% cước phí truy cập tại các điểm bưu điện văn hóa xã để tìm kiếm các thông tin hữu ích, góp phần cải thiện đời sống kinh tế và văn hóa của mình. Đây là kết quả của việc triển khai dự án nâng cao khả năng sử dụng máy tính và truy cập Internet công cộng tại Việt Nam do quỹ Bill Gates tài trợ với tổng kinh phí lên tới 50 triệu đô trong thời gian 5 năm từ 2011 đến năm 2016. Ngày 12 tháng 7 năm 2011, Thủ tướng Chính phủ đã có công văn